đừng mình nói vậy nó mới hiệu nghiệm, con hiểu chưa? Ha, hiểu không? Bây giờ má dạy thì một lần cuối cùng ha, nghe không? Một lần cuối cùng. À ba cái chấm mà chấm mà cái chấm à ba cái chấm mà cái chấm mà lấy mà đắp vào chung mình sẽ cần nâng thọt thọt xong rồi cho mắc mắc chấm mà xong rồi gạt cho nó uống. Hiểu rồi không? Không hiểu cũng phải hiểu. Cái gì mà ngu dữ vậy trời? Trời ơi là trời. Bây giờ làm là đàng hoàng cho tôi lại. Cầm. Trời ơi còn quậy đâu ơi cho nó uống. Đi vô. Đào hết tiền nó cho mẹ. Cho má không? Trời ơi là trời. Cô đàn bà mà ngu như con bò rồi gì? Đáng ghê vậy đó. Anh Hùng, cha tao lộn lớn ở đây, tao quất 7 đứa cũng được. Tụi bay sang hiếp con tao. Nói gì tụi bay biết nha. Cha tao lộn lớn ở đây, tao quất 7 đứa cũng được. Ông. Ừ. Cha mày. Ông quất bà cãi nè. Mày có 7 đứa nhầm nhò gì tao 9 đứa. Mày có 7 đứa nhầm nhò gì? Tao bẻ đầu cũng làm 9 đứa nè mày. Trời ơi, tao quất một lần 8 12 đứa nè mày. Ôi mày là tao 180 đứa. Trời tao nè, 180 đứa. Sao? 180 đứa thì kệ mày, tao không có quan tâm. Mày có biết là anh trai của tao là giang hồ gốc ở đây không? Sơn ca. Chú tao cũng là giang hồ chính hiệu nè con. Nè, chú của tao cũng là giang hồ chính hiệu đấy nghe con. Vậy, chú gì mà xa vậy? Ông già tao là giang hồ gốc xuống này nè mày. Bà nội tao là bà, là má. Bà má. Bà má của giang hồ mày. Ngồi bà nội tao. Bà nội đi ra nè mày. Ghê quá vậy trời. Chưa. Mà tao có giật khách của tụi bay á thì kệ mẹ tụi tao. Nè, khách của tao nè. Ủa mày tính giành mối của tao hả? Mày kệ mẹ tao thì tao cũng kệ mẹ mày. Rồi ông thả lên chút nữa. Rồi cả ba cùng vui xuống nhẹ. Đúng rồi, lấy ba được luôn. Rồi, ngon nha, nhớ nhìn chim nha. Tụi này ha. Rồi. Vậy nếu... Lại nha. Rồi, ok. Mày nương nha em. Ok đây nè. Tết 1 con 16, Tết 11. Dạ. 3, 2, 1, diễn. Xảy mỏ rồi. Mày buồn kìa. Cấn thì chứ bộ. Còn cái cây tới luôn. Nè, anh anh sửa cái khẩu trang lại cho nó ngay cái lỗ mũi với cái miệng nè. Quạt gì đó. Trời ơi. Đó, hồi dở cao nguyên trên đây nó hết son hết phấn. Rồi mới chạy. Mày chạy. Tập 1 với 15 tới 2. 3 2 1 diễn. Không. Rồi nè. 1 2 3. Trơn hết anh ơi. Có gì đâu. Vậy mới được chứ. Dạ. Em. Trời ơi sao đẹp quá vậy. Dạ. Mang khẩu trang hoài vậy. Trời ơi đẹp quá nha. Mang khẩu trang hoài. Tại trời nắng á anh. Cắt máy. Dạ. Em. Đâu có gỡ khẩu trang nó ra. Rồi cái thứ hai.
vô. Đóng mì cơ chưa? Đóng chưa? Đóng mì cơ chưa? Còn lại đâu nữa? Đâu đi đâu nữa? Cái phần sau hả? Đâu đi đâu? Di chuyển nên lên xe nè. Cũng thắng nè. Tiền đình anh. Muốn tiền đình luôn anh chứ. Lắc quá lắc muốn tiền đình luôn. Vậy cái này. Ok, vô lại nè. Tiếp luôn anh chị. Sẽ cần đoạn đầu của anh Khoa. Ok. Nhiều.